Năm 2023, Mậu Dần nữ mạng 1998, dự báo công việc làm ăn gặp khó khăn và có sự lựa chọn công việc khác trong năm, tình cảm cũng không mấy đâm hoa kết quả được. Tại sao lại như vậy? Là vì hạn tuổi là hạn kim lâu, sức khỏe không tốt, công việc khó khăn. Theo cổ nhân, nếu phạm kim lâu thì không nên cưới gả, tuy nhiên qua đông chí thì có thể gả chồng. Thêm nữa lại va vào sao Thái Bạch, công việc đã không thuận, lại lắm kẻ ghen ghét đố kỵ phá hoại, khiến việc làm ăn dang dở, chậm trễ. Trong năm có sao đào hoa hồng loan, nhưng gặp được người mới. Tuy nhiên do gặp quả tú và sao triệt, nên cây đào bị đốn ngã, nên tình yêu khó thành. Kình dương gặp triệt, chú ý sức khỏe, đi lại. Sao thiên la, thiên không gặp tuần và triệt thì chú ý kinh doanh buôn bán, nhất là làm ngân hàng hay là tín dụng thì chú ý thất thoát hao tán, gia đạo thì mất thị phi. Tuy nhiên mỗi lá số tử vi của mỗi người sẽ khác nhau và bát tự của mỗi người cũng không giống nhau. Để xem lá số tử vi năm 2023 cho mình, quý vị có thể để lại comment và đặt lịch theo số điện thoại trên trang cá nhân của tử vi ông đồ để đặt lịch xem tử vi năm 2023 quý vị.